Mới mở chú coi là có lệnh tạm giam bắt nha chú, ở đây nè, trong đây nè. Chú rất là phấn khởi, chú rất là vui mừng, tại vì là một đất nước có pháp quyền không có để mà có cái thứ mà ảnh hưởng những đứa trẻ rất là nguy hiểm. Có pháp quyền phải có lệnh bắt à, trẻ lớn bé gì chửi hết, kể cả nhà báo Đức Hiển, kể cả nhà báo Hằng Ni. Nếu mà theo chú thấy mà không nghiêm trị thì có khả năng là quấy phá đất nước, rất là nguy hiểm. Đối tượng này rất là nguy hiểm. Chú mở lên trên Facebook và chú mở lên TikTok thì thấy là cứ lại nhại chửi hết. Tại sao bao nhiêu ngày tháng cả năm trời mà pháp quyền để không vô để bắt bà Nguyễn Phương Hằng gì đó, bà bảo số 6 không đây, nhà chú thì ở trong đây, chứ không phải là chú cảm thấy là chú là người dân, nhưng chú thấy rất là khó chịu, rất ảnh hưởng những trẻ em. Mà càng ngày thì càng đi quá lốn, nó dài rồi thành nó dài rồi tập kết những bè phái đi đến nhà người này, quýnh, tới nhà người kia quậy là không được. Mình phải tin vào pháp luật, cái gì cũng vậy. Từ từ từng bước người ta đi, chứ không phải muốn cái là được liền đó. Thôi ở đây theo dõi sự việc, chứ theo vụ này lâu rồi, nãy giờ từ trong nhà đi ra đây mà nó lùa ra tới ngoài này, mà mấy anh chiến sĩ lùa ra tới ngoài này thì mình cũng phải tôn trọng người ta, để người ta làm gì. Thứ nhất là mình không cần biết người ta đúng hay sai, nhưng mà anh thấy như vậy là anh cảm thấy ức chế lắm. Rất là ức chế. Ông quyết định rõ ràng là không có ăn chặn, nhưng mà bà vẫn quả quyết người ta ăn chặn, có nghĩa là bà coi, cho người ta. Bà coi cái lời nói của cán bộ, của công an, của bộ công an không ra một cái gì hết. Đúng đó. YouTuber nữa đó. Dạ. Không, phải trên chục năm. Nữa đó. Dạ.